Và tới cái thời điểm mà khám triple test đó, thai kỳ 3 tháng của mình có một cái triệu chứng nó không được bình thường. Cái khả năng kết hợp gen của hai vợ chồng nó có khả năng làm em bé bị bệnh đau. Tới lúc mà em vô em siêu âm 5D á, thì lại thêm cái tin là bất sản xương mũi. Là em bé không có xương mũi. Thường thì bệnh đau á, là sẽ là xương mũi ngắn hoặc là bất sản xương mũi là không có xương mũi. Em có dặn chồng em là tại vì em không tiếp da được lâu á, thì anh cố gắng tiếp da với con khoảng 15-20 phút gì đó, càng lâu càng tốt. Đôi tá đưa vào: rồi con của ai đây? Con của Võ Thanh Hòa. Võ Thanh Hòa là ai đây? Cái ảnh: đây 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 đây. Ảnh kể, y tá kể lại với em là ảnh vậy nè: đi đây 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 đây. Người ta tiếp da, người ta ẵm con, người ta lên giường, người ta nằm. Ừ. Không, có lột áo ra quăng giường nằm. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn ở chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Chương trình được phát sóng vào lúc 21:15 trên kênh HTV9 vào thứ tư hàng tuần. Và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Fito Bimbi Appetito Siro ăn ngon 3 tác động được nhập khẩu nguyên hộp từ Italy đã đồng hành cùng chương trình. Và thưa quý vị, người bạn đồng hành với Ngọc Lan đó là tiến sĩ tâm lý Tô Nhi Hà. Hi, xin chào Ngọc Lan, xin chào mọi người. Và ngày hôm nay không biết là mẹ bỉm sữa của chúng ta mang đến gian bếp này một cái câu chuyện như thế nào, một cái tâm lý như thế nào. Thôi thì bây giờ xin nhờ bé Appetito có thể mời khách mời không ạ? Sợ quên bạn là bạn đứng vẫy như là chị Lan. Chị Lan còn em, còn em tồn tại nữa nha chị Lan. Xin chào mẹ bỉm. Em ngồi. Xin mời mẹ bỉm giới thiệu về mình nào. Xin chào quý vị khán giả, mình tên là Mai Bảo Ngọc. Công việc hiện tại của mình là nhà sản xuất và đang là CEO của công ty của Ngọc, là công ty 89S Group. Hiện tại thì mình đang có một em bé gái được 5 tuổi rồi. Đây là vợ của đạo diễn Võ Thanh Hòa. Võ Thanh Hòa, một đạo diễn rất là trẻ và đã từng là một diễn viên và Lan đã từng hợp tác. Trước khi đến với câu chuyện của mẹ bỉm thì xin mời em bé Fito Bimbi đi ra ngoài chơi. Rồi trong lúc mà em bé đi thì chị mời Lan mời nước cho mọi người nè. Không được bao nhiêu lần mà con bé tự nhớ đâu mọi người à. Tôi rầu. Vậy là theo thủ tục là mình là phải uống nước trước rồi bắt đầu mình mới chát chít đúng không? Nước này là nước nói đó em. Này là nước nói, uống vô một cái là nói. Uống là nói. Giờ nói thật hay nói dối chị? Nói sự thật hay nói dối? Đây là nước không thể nói dối nha em. Dạ. Uống vô một cái là phải nói thiệt. Vậy thì em sẽ không uống. Mời em, mời chị. Dạ, rồi, cảm ơn chị Lan. Mời em một ngụm nước. Cái thời khắc mà mình biết tin con đến với mình, nó đã diễn ra như thế nào? Nó đã diễn ra một cách hoàn toàn bất ngờ chị ạ. 6 năm trước, cái công việc trước kia của em á, là diễn viên. Và em cũng là một MC cộng tác với khá là nhiều đài truyền hình rồi. Thì đang trong lúc mình đang rất là thăng hoa trong công việc á, thì lúc đó cái bắt đầu quen anh Hòa này. Thì cũng dự tính với nhau là chắc là 1-2 năm nữa, nếu mà mình vẫn còn yêu nhau tha thiết như vậy thì mình sẽ tiến tới chuyện kết hôn. Cũng là một trong cái dịp tình cờ thôi. Chỉ duy nhất một lần thôi chị, duy nhất một lần thôi. Mà em không nghĩ là một phát mà nó ăn ngay. Tại vì kinh nguyệt của em là thuộc dạng không có đều, 2-3 tháng có một lần hoặc là nó rất là không kiểm soát được. Cho nên là em cũng không để ý đâu. Nhưng mà tự nhiên em là một người không sợ độ cao. Mấy bữa em đi quay em leo lên lầu cao hay là em nhìn xuống gì đó là em bị chóng mặt. Và cái thứ hai nữa là em thèm ăn nhiều quá. 2 tiếng là em đói một lần. Em ăn một lần không nhiều nhưng mà em cứ đói hoài. Xong rồi cái em mới nói với chị em là: chị tự nhiên dạo này bị chóng mặt hay là bị thiếu máu nữa ta? Sao nghi quá vậy ta? Hồi xưa chị mới có bầu chị cũng hay bị chóng mặt. Và cái khoảng cách mà chị ăn nó cũng giống vậy đó. Cứ 2-3 tiếng chị đói một lần. Nó à vậy hả? Cái nó hay mày thử đi. Chắc không có đâu, mới có một lần làm gì có. Thế xong rồi cũng nửa muốn có chị. Cho nên là cũng xách nhau là đi mua cái que. Sáng hôm đó thử ra thì thấy nó lên cái vạch màu hồng. Nhưng mà lúc mà em cầm cái que đó em bị rung á chị. Em bị rung tay á. Em là ủa thiệt hả? Nhưng mà mình có ngay lập tức thông báo cho đối tác không? Không, em phải nhảy số là em phải thông báo thế nào cha mẹ em trước nè. Nghĩa là mình báo cho phụ huynh trước. Dạ đúng. Ngay trưa hôm đó chứ là em đã tới bệnh viện và em kiểm tra bệnh viện luôn coi nó đúng hay không. Thì là đúng là có một cái phôi thai ở trong người của mình được khoảng 2-3 tuần gì đó. Vậy ngày hôm sau là tụi em đi Myanmar rồi. Thì em mới quyết định là em sẽ thông báo một cách gọi là không thể chối từ. Lúc mà máy bay bay lên rồi á thì thường là anh sẽ ngủ ngay. Cái em mới nói chuyện phím với anh. Em nói: anh,
Lần trước gia đình hai bên mình cũng có gặp nhau rồi, nhưng mà không biết khi nào mình cưới được ha. Cái anh nói thì khi nào mà em thích thì mình cưới thôi. Khi nào mà em thích thì mình cưới thôi. Cái nó vậy hả, mình cưới về rồi có thích có con không, hay là thích con trai hay con gái? Cái ảnh cũng bảo là trai gái đối với ảnh không quan trọng, có liền cũng được. Em nghe có liền cũng được, em nhảy số vô đầu, móc tờ que ra liền, có liền cũng được. Cái xong nhưng lúc ổng ngủ thì chị tiếp viên chỉ đưa đồ ăn tới, thì em để cái que phía dưới cái hộp đồ ăn, sau đó là em đưa cho ảnh. Cái anh cầm hộp đồ ăn, ảnh mở ra, ảnh để xuống rớt cái que ra, anh nói ủa này là cái gì? Không, tại vì cái bối cảnh máy bay người ta không thể nghĩ là nó có thể xuất hiện que thử thôi đúng ở rồi. Trên máy bay được. Dạ đúng sao? Rồi. Thì xong em nói thì vậy đó. Nói vậy đó là sao? Xong rồi cái em đưa cái tấm hình siêu âm của em bé ra là được 3 tuần chắc là cỡ đó. Anh cũng dễ ta. Có nghĩa là cũng kiểu kiểu cảm giác y như em luôn, như là không tin vô đây là sự thật đó. Tích tắc thì ảnh cũng quay ra ảnh bảo là thôi mình cưới luôn đi, nhưng mà em thì lại nói không, em chưa muốn cưới. Gia đình em thì rất là khó, nhưng mà còn bản thân em thì em luôn nghĩ là cái chuyện mà mình kết hôn á, cái chuyện mình chọn cái bạn đời của mình đó là phải là do em tự nguyện và em cảm thấy thoải mái nhất thì em mới làm. Và em cũng không thích cái chuyện mà người ta nói là bác sĩ bảo cưới cưới chạy, tại vì có thai mới cưới. Cũng là em thử thách xem là anh Hòa ảnh có sẵn sàng là một người cha tốt hay chưa, có sẵn sàng là một người bạn đời bên mình hay chưa. Em là một người phụ nữ rất là bản lĩnh. Thế thì khi em báo tin với lại gia đình em thì phản ứng của hai ông bà thế nào? Rất là nghiêm khắc chị. Em cứ đi theo mẹ em đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, tính nói rồi lại thôi, tính nói rồi lại thôi. Anh Hòa ảnh bảo là thôi để anh mời ba mẹ em đi ăn rồi thông báo. Nhưng mà em có thể nói trước với ba mẹ được hay không? Tại vì thấy ba mẹ em khó quá. Còn trong lúc mà đi ăn thì mọi sự anh sẽ lắng nghe và chịu trách nhiệm hết. Cái thôi em cũng nói trước với mẹ em. Thì khi mà em mở lời đó rất là khó nói. Nhưng mà cái câu đầu tiên mẹ em nói là giờ mới nói hả? Tao biết rồi. Đó, kiểu vậy. Thì em cũng nhẹ nhõm hơn. Sau đó là em cũng có nói luôn là em bé gái. Thì ba mẹ em rất là vui để... Ba mẹ em có cháu trai rồi nên rất là thích có cháu gái. Và đặc biệt ba em là thích con gái nữa. Chúng ta vẫn thường hay nghĩ là ba mẹ không biết gì đâu, mình giấu giếm đồ ha, mình kiểu như em không có để cho mẹ em biết. Nhưng đôi khi phụ huynh cũng không biết phải nói với con mình rằng là mình đã biết như thế nào. Cho nên thôi, đứa nào có đứa ra thông báo. Chừng nào thông báo thì chúng ta công khai. Nên là mình sẽ rất tiếc cho những bạn mà đôi khi các bạn quá căng thẳng á, các bạn giấu, các bạn lại chọn một cái phương án nào đó nó rất là tiêu cực. Cho nên tốt nhất vẫn phải là câu chuyện là cứ nói ra đi. Nhẹ lòng. Rồi. Rồi, hành trình mang thai thế nào? Khi mà cái thai của em nó lớn hơn á thì cái việc mà em hay đói thì nó sẽ giãn ra. Nó không phải là 2 tiếng một lần nữa mà nó sẽ là 4-5 tiếng. Cũng không thèm bất cứ cái gì và em chỉ thích đồ ăn mẹ em nấu thôi. Thỉnh thoảng thì em lại rất là thèm bánh mì với xôi. Nhưng mà cái chuyện mà dấu hiệu mà chóng mặt của em á là em đã được bác sĩ cảnh báo từ hồi khoảng 20-21 tuổi. Thì có một cái lần là em đi khám sức khỏe tổng quát thì bác sĩ có nói là cơ thể của em hoàn toàn bình thường, chỉ có một cái điều là em bị thiếu máu bẩm sinh. Nhưng bác sĩ bảo em là nếu mà sau này có lập gia đình và có kết hôn á thì tốt hơn hết là phải xét nghiệm người chồng coi có bị thiếu máu hay không, tại vì nếu cả hai vợ chồng cùng thiếu máu sẽ không có sinh bé được. Em cũng không nhớ. Tới lúc mình đã có bầu rồi bắt đầu mình muốn nhớ lại cái chuyện đó. Thì may mắn là anh Hòa không bị thiếu máu. Cho nên là đứa bé vẫn an toàn. Và tới cái thời điểm mà khám triple test á, thai kỳ 3 tháng của mình, có một cái triệu chứng nó không được bình thường. Cái khả năng kết hợp gen của hai vợ chồng nó có khả năng làm em bé bị bệnh Down. Nhưng mà thăm khám lâm sàng trên hình ảnh thì có thấy được cái dấu hiệu đau đó trên chụp đoán hình ảnh không? Độ mờ da gáy thì không có. Độ mờ da gáy thì em bé bình thường, nhưng mà chỉ là cái nguy cơ kết hợp gen nó bị gen đột biến đó. Em cũng khờ chị, 3 tháng em xét nghiệm ra cái đó, em nói ủa nguy cơ cao vậy thì em có cần xét nghiệm tiếp cái gì hay không? Thì bác sĩ bảo là nó chỉ là cái nguy cơ kết hợp gen thôi, thì vẫn là 50-50, có thể nó sẽ không có gì cả. Cho nên em cũng không cần lo lắng. Và đặc biệt là nguyên tắc chẩn đoán hình ảnh lúc đấy nó không hề có dấu hiệu đúng trên thai nhi. Đúng rồi. Thì bác sĩ cũng không làm được gì cho em hết. Dạ đúng như thế. Tại vì lúc là dướng Tết, em khám cái đó trước Tết. Mà sau Tết thì nghỉ 2 tuần, chồng em còn rủ đi du lịch nữa. Tại đã bước vào cái giai đoạn thai kỳ thứ hai là 4-6 tháng thì
thai nhi nó ổn định á, thì muốn em đi du lịch để em đừng có bị căng thẳng đó, thì em vẫn đi du lịch về, thì thành ra đến đó là khoảng 5 tháng rưỡi rồi, thì mới đi xét nghiệm tiếp, đi khám tiếp, tại vì mỗi tháng khám một lần. Thì tới lúc này là em bắt đầu theo bác sĩ tư, theo sát cái lúc em sanh luôn. Thì lúc đó bác sĩ mới nói là tại sao cái nguy cơ kết hợp của em nó cao như vậy mà em không đi xét nghiệm nước ối. Thì lúc đó là em bắt đầu mới sợ, em rất là sợ, và chỉ có bệnh viện Từ Dũ mới làm cái xét nghiệm đó được thôi. Mà nhưng mà nguy cơ của chọc ối nó vẫn cao. Dạ đúng rồi, tại vì thai em nó đã lớn rồi, thường người ta chọc ối là 3 tháng, 4 tháng người ta chọc, mà em tới 5 tháng rồi. Thành ra đứa bé đã to, mà gặp em bé của em nó chất lượng hơn người bình thường nữa. Thành ra là đi chọc thì cũng hơi lo đó, nhưng mà em nói không, em quyết định em phải làm liền. Tụi em mất 3 ngày tụi em mới chọc được ối, mỗi ngày em vào bệnh viện Từ Dũ. Mà trong cái quá trình em đi xét nghiệm á, sợ lắm, em nói thật là em rất sợ. Đi thang máy thì đông quá, chờ lâu, em đi bộ cầu thang bộ thì thấy có ở dưới cũng có 2-3 bà, ở trên cũng có 2-3 bà, ngồi gục một chỗ, thai thì to, khóc lóc hu, không có chồng bên cạnh. Tới lúc mà em vô em siêu âm 5D ấy, thì lại thêm cái tin là bất sản xương mũi. Là em bé không có xương mũi. Không có xương mũi. Thường thì bệnh đau á là sẽ là xương mũi ngắn, hoặc là bất sản xương mũi là không có xương mũi. Cộng thêm cái nguy cơ kết hợp gen nữa thì thành ra nó rất là cao, rất là cao. Và lúc đó là em không bình tĩnh nổi, là không dám khóc, mà mình trong lòng mình là nó không nhảy số được cái gì nữa, phải đi về hỏi bác sĩ tư của em như vậy là sao. Thì bác sĩ tư nói như vậy là cao đó em, nó sẽ khả năng nó bị bệnh đau sẽ là hơn 50%. Em khóc rất là nhiều. Sau đó là ngày hôm sau thì sẽ lúc đó em vẫn đang ở chung với ba mẹ đúng không, nhưng mà em giấu. Em có nói với Hòa không? Dạ có, ảnh thì đi với em. Rồi ngày hôm sau thì đi lên bác sĩ tư vấn để mà vào chọc ối. Mình phải được sự tư vấn của bác sĩ, mình ký cái giấy đồng ý. Đúng rồi. Ngồi đó chờ, bên trái cô này cũng khóc, bên phải cô này cũng khóc. Đã vô tới cái phòng đó là em bé phải có dị tật thì mới vô đúng phòng rồi. Đó. Và thường vô đó là ký xét nghiệm, là xác nhận là bỏ con. Thành ra là rất là sợ. Rồi đi vào trong đó thì để hình của những đứa bé mà bị có vấn đề đó. Chồng em lấy cái hồ sơ che lại, tại sợ em nhìn em sợ. Rồi rút cuộc thì vẫn ký cái giấy để mình đi chọc ối thôi. Thì chọc ối sẽ có nguy cơ làm có thể bị rách túi ối nè, có thể bị vỡ ối nè, hoặc là trúng em bé nè. Cái kim chọc ối nó rất là to. Cái ống chọc ối là cái ống nó bự vậy nè chị. Và cái cây thì nó dài như vậy nè, mà nó to lắm nha. Cái em nhìn nó trời ơi, cái này xuyên vào bụng mình muốn biết em bé nó làm sao. Gặp con em thì nó quậy, suốt ngày nó cứ ngoe ngoảy, lúc nào nó cũng nhảy múa trong bụng em hết á. Nhưng mà rất là nghe lời em. Bao nhiêu lần đi siêu âm mà không siêu âm được là em nói là nằm yên là nằm yên, mà nằm thẳng là nằm thẳng. Xong đợt này thì em mới nói là em kêu là nằm xích vào một bên, sẽ có một cái kim đâm vào, nhưng mà để xét nghiệm sức khỏe của hai mẹ con thôi, cho nên là con phải nghe lời mẹ. Khi nào mà mẹ nói xong rồi thì con hãy mua chơi. Vậy mà nghe, nằm im trong đó 2 phút luôn. Rồi tới lúc mà em nói bình thường rồi thì em bé mới ngọng. Dễ thương không? Mà mình chọc ối xong là cái bụng mình nó rất là nhức, nó kỳ lạ lắm. Cảm giác như mình sắp sinh tới nơi vậy đó. Cái là em sợ là em lại phải ra cái ghế của bệnh viện em nằm ở đó 15 phút. Rồi sau đó em mới đi về nhà và em nằm ở nhà suốt. Em không làm gì hết, một tuần đó em chỉ nằm treo chân thôi. Và cảm giác 14 ngày đó nó dài giống như là 14 tháng vậy đó. Thì sau cùng thì khi mà có kết quả thì bác sĩ gọi tới bảo là an toàn. Khi em biết được kết quả thì em rất là vui, còn chồng em thì nhảy lên yes trời, kiểu yes chưa, anh đã nói rồi mà, không có gì đâu, em cứ nghĩ lung tung làm gì, yes con tôi khỏe mạnh mà. Trời. Là anh làm giống như anh mới coi đá banh vậy đó. Thì bắt đầu sau giai đoạn đó em bắt đầu em mới thở phào và em dũng dám nghĩ đến đó. Câu chuyện em mua đồ cho em bé. Cái khoảng thời gian 14 ngày em nằm đợi kết quả như vậy, em có suy nghĩ về cái việc nếu khả năng con mình bị đau thì em sẽ xử lý như thế nào không? Em có bàn với Hòa về vấn đề đó không? Em bàn khá là nhiều á. Cũng chỉ là gọi là móc mé em hỏi ảnh thôi. Nhưng mà cái người quyết định thì là em. Tại vì con mình thì mình chả bao giờ mình muốn nó có vấn đề gì cả. Kể cả là nó có bị bệnh như vậy á, thì mình có hỏi nó là nó có muốn kết thúc cuộc đời đó không? Mình đâu có hỏi nó được. Mình nó đâu trả lời cho mình. Tại sao mình được quyền quyết định cho nó? Thì em suy nghĩ rất nhiều về câu chuyện nè. Nếu như vậy thì em vẫn phải sanh thôi. Có như thế nào thì em vẫn phải sanh. Và em biết là sanh ra rồi, cái câu chuyện vợ chồng mình nó khổ dữ lắm. Nó không phải vì vấn đề tiền, mà là tâm lý của hai người khi nhìn nhau và nhìn đứa bé đó. Nhưng mà nếu mà phải đánh đổi thì em vẫn sẽ đánh đổi như vậy. Em vẫn sẽ sinh con em ra. Và cũng rất cảm ơn em vì cái suy nghĩ đó. Nếu như lỡ mà con mình nó có vấn đề gì đó, mình vẫn để cho nó ra đời với cái tình yêu thương của mình dành cho con.
Bây giờ tiếp tục tới cái hành trình gọi là đi đẻ thôi. Có bầu thì phải đi đẻ, gian truân cũng đã vượt qua được hết rồi. Dạ đúng rồi. Ba mẹ em thì muốn sanh ở Từ Dũ, nhưng mà em thì cái lần mà em đi khám thai để mà xét nghiệm nước ối á, em thấy đông quá. Cái em cũng sợ. Ngợp quá. Dạ đúng rồi. Fito Bimbi Abetito, siro ăn ngon ba tác động, nhập khẩu nguyên hộp từ Italy. Thế nên là em nghĩ là thôi em sẽ sanh ở bệnh viện tư. Em sanh ở Hoàng Mỹ là Phú Nhuận thì xa hơn. Nhà em thì Từ Dũ đi bộ qua cũng tới. Cái ba mẹ nói là nhiều khi mày sanh mày đi bên đó mày sanh kịp luôn. Cái nói thôi không có đâu. Con so mà dù gì Phú Nhuận cũng phải là quá xa. Tranh cãi vấn đề đó như là, cho nên là cái bữa mà em có dấu hiệu đi sanh á, 3 giờ sáng là em bung bức nhảy. Thì em đi vệ sinh em bị bung bức nhảy, xong rồi em thấy lên mạng thấy vậy là chắc là sắp sanh rồi nè. Cũng vui quá. Tại vì 2 tuần nữa là anh Hoàng anh đi Hàn Quốc, anh đi lưu hương phim Hàn Quốc, phim của anh được dự thi bản. Sợ là lúc mình sanh không có ba ở đây, cho nên là cũng nôn lắm rồi. Mà lúc đó em bé cũng lớn, nó gần 39 tuần. Thì thấy cái dấu hiệu đó, cái bắt đầu là mình chuẩn bị, từ chuẩn bị 3 giờ sáng em đi tắm rửa gội đầu, thậm chí là vệ sinh thân thể, tất cả mọi thứ thì sẵn sàng hết rồi. Xong em tự đi bộ cầu thang luôn để cho nó dễ xa, để coi cái cơn thúc của mình tới đâu. Cái xong em vô em khiệu ông xã 5 giờ sáng, kêu anh dậy dậy đi đẻ. Em nói ủa đi đẻ hả, đau bụng chưa? Nó chưa. Nó vậy thôi ngủ thêm xíu nữa đi. Ông xã em nói vậy á. Em nói ha, cũng chưa tới nỗi đau lắm, thôi nằm ngủ tí nữa. Thì em không ngủ được đâu, em cứ thức đó, thao thức để không biết là khi nào gặp con. Em chỉ nôn gặp con thôi. Tại vì đã vượt qua những cái quá trình kia, em chỉ nôn coi mặt của em bé nó như thế nào. Tới khoảng 8 giờ tụi em đi vào viện, thì lén ba mẹ đi. Tại mất công ba mẹ cản đi vô Từ Dũ nữa. Thế là lại một lần nữa lén ông bà đi. Đến thời điểm đó vẫn chưa có chú thống nhất được luôn. Dạ đúng rồi, thống nhất luôn. Cho nên đi là đi lén. Dạ đúng rồi, mà chủ đi đẻ mà đi lén cũng cực quá ha. Từ nhỏ tới lớn là cái gì là ba mẹ em cũng phải nghe theo ba mẹ hết. Cho nên là sau này là em quyết tâm em nổi loạn. Tại vì vấn đề mà chồng và con nó là nửa cuộc đời sau này của em, nên em phải tự quyết định lấy. Thế là em lén ba mẹ em đi, thì để coi coi có đẻ chưa, nếu mà đẻ rồi em gọi, còn chưa đẻ thì đi về. Thì vô trọng bác sĩ bảo là nở một phân rồi, thế là thôi nhập viện luôn. Thì em có gọi điện về cho ba mẹ em đem cái túi đồ xanh lên, thì lên cũng nhanh nhanh. Tự nhiên vô đây xa quá. Nói thôi giờ sắp đẻ tới nơi đừng nhăn con nữa. Rồi mẹ chồng em cũng ở dưới Vũng Tàu lên, thì lúc khoảng 11 giờ thì vẫn chưa xanh, thì nó cũng chỉ nở khoảng 2 phân thôi, mà cũng không đau chị, không đau gì hết trơn, chỉ có đau lưng thôi. Cái là chồng em thấy vậy, cái ảnh em bây giờ ở trên công ty ở gần đây nè, kêu anh qua ký hợp đồng phim Ông Ngoại Tuổi 30 á, cái phim rạp á, thì anh đi được hay không. Anh đi đi, em nghĩ chắc cũng chưa đâu, khi nào em đẻ em kêu anh về, tại công ty sát với bệnh viện luôn. Thế là anh chạy đi, rồi em ở trong chổng em chơi, nằm chơi phè phỡn gì đó, cứ nở xong cứ xách em đi xuống dưới siêu âm. Mà em bé thì quay đầu xuống sát rồi, mà cũng không xem chính xác được là em bé bao nhiêu ký, dự đoán là khoảng 3.6 tới 3.8. Em nói không biết là xin nổi hay không, tại cái người em có chút xíu mà. Cái xong là bác sĩ của em ở bên Từ Dũ thì ổng chẩn đoán, ổng nói là cái này không sinh thường được, tại vì xương chậu em nở không đủ cho đầu của em bé nó chui ra, và bây giờ nó bắt đầu nó co lại. Anh tin em có thể rặn, nhưng cái mà cái khung xương nó là chuyện rồi, khác thì khó để mà em bé đi ra lắm. Thì như vậy nên có khi anh phải hút nó ra, hoặc là anh chuyển qua anh mổ. Dạ đúng rồi, kẹp đó, đúng rồi, kẹp nó ra, hoặc là có khi anh mổ. Nó kẹp hả? Thôi đừng kẹp con em mổ, em mổ luôn. Em rất nôn gặp con quá, gì cũng ok hết trơn hết á. Rồi em gọi điện về chồng em, anh ơi giờ em đi vô em mổ đẻ nè, anh có về không? Anh về đi đẻ nha. Tức là cũng không đau đẻ, không có trải nghiệm đau đẻ. Không có trải nghiệm đau đẻ mà cũng không có cảm giác nôn là chồng mình phải ở đó như mình nữa. Giờ chỉ muốn biết nôn là mình gặp con mà. Thôi. Anh tới thôi. Anh tới thôi. Không có chờ. Xong rồi cái anh lật đật anh chạy về, kịp chụp hình với nhau trước khi vô bàn mổ. Tết tóc lại rồi anh đẩy em vô bàn mổ. Thì đúng 10 giờ đêm là em bé được mổ ra, khóc rất là to, đầu cũng rất là to, mấy bé cũng to. Em bé 3.4 kg, tóc thì đầy hết. Lần đầu tiên mà mình gặp con, bác sĩ ẵm ra từ cái bụng của mình, rồi bây giờ đặt lên trên cái vòng tay của mình, cảm giác em như thế nào? Em lúc đó em bị chích gây tê rồi, gây tê màng cứng, thì em rất là lạnh, cái răng đập lập cập lập cập lập cập lập cập là em bị hồi hộp á. Nhưng mà khi y tá họ nói là huyết áp em đang không ổn định, em phải ổn định thì mới mổ được, là em tự hít thở để em điều chỉnh lại. Nhưng mà tới cái lúc mà đưa em bé ra ngoài rồi á, vừa nghe thấy tiếng khóc của nó là rút cái phụt ra, mà nó khóc hòa lên là em nước mắt em giang vụa.
là nước mắt mà không kiểm soát được, mà mình khóc thành tiếng. Cuộc đời em chưa bao giờ em khóc thành tiếng hết, kể cả trong những lúc em đau khổ hay thất bại. Nhưng mà cái lúc đó là em khóc oa lên. Cái em, y tá bảo hey, tim lên huyết áp lên, bình tĩnh xong rồi cái bình tĩnh lại, cái họ mới đặt em bé lên trên mình, thì dây trên người mình rất là nhiều, là sinh mổ mà em vẫn sinh cho em được tiếp da với con, tại vì không được tiếp lâu mà em vẫn sinh cho em được gặp nó. Em nhìn coi đủ ngón tay ngón chân không, xong rồi nhìn mặt của nó giống ai, xong rồi nhớ mặt đó của nó, kiểu cũng bị nhiễm phim á chị, sợ bị lạc con, trộn lông tráo phụng đồ đó, kiểu vậy. Nhìn có phải hay không, tóc như thế nào, mặt mày như thế nào, nhưng mà em nhìn là cái mặt của nó không thể nào mà lạc được. Vì sao? Nó giống anh Hòa dữ dội lắm. Và mặt của anh Hòa rất là đặc trưng. Anh có cái cằm vẩu như vậy nè. Xong rồi mặt của bà thì búp rụp, lông mày, lông mi rất là nhiều, tóc rất là nhiều, lông giống em. Thành ra là không thể nào làm được. Rồi xong rồi cái đem đi ra ngoài. Em có dặn chồng em là tại vì em không tiếp da được lâu á, thì anh cố gắng tiếp da với con khoảng 15-20 phút gì đó, càng lâu càng tốt. Đấy là anh nhớ. Đôi tá đưa vào. Rồi, con của ai đây? Con của Võ Thanh Hòa. Võ Thanh Hòa là ai đây? Cái ảnh, đây. Ảnh kể, y tá kể lại với em là ảnh vậy nè. Đi đây. Cái nói rồi, mẹ bảo là có cho bé tiếp da với ba, thì ba có muốn cho tiếp da không? Có. Người ta tiếp da, người ta ẵm con, người ta lên giường, người ta nằm. Không, có, lột áo ra quăng giường nằm chờ. Lột áo ra quăng giường nằm chờ. Cái y tá cười quá trời luôn. Thế là đưa đứa con lại cho ảnh. Em bé nằm trên đó. Rồi ba mẹ, ông bà ngoại vừa mới mua hộp sữa về, tại vì nghe tin em sinh mổ là phải đi mua sữa ngoài, tại em không có cho bú đưa đó trong đêm đó được. Nên là vừa về tới là pha sữa cho bé uống, và sau đó là bé đi tiểu, uống xong rồi tiêu tiểu luôn. Rất là bình thường, ăn uống dễ dàng. Dễ thương. Thế thì cái cảm giác khi mà em ngủ một giấc, em dậy, em bước xuống giường, em phải tập đi, thì chắc chắn là nó sẽ rất là đau rồi. Cơ địa của em là đau nhiều hơn người ta. Em không đau đẻ, nhưng mà cái lúc em tập đi là nó trần ai khoai cũ. Ủa? Gì vậy? Bạn em vào thăm, cái bác sĩ bảo là phải dậy đi, thì trong 24 tiếng. Em nói giờ cũng gần 24 tiếng rồi, thôi để tập đi, sẵn có bạn em nói, chồng em đi làm rồi. Thế là nói em mày giúp tao đi với. Cái tại nó con trai nó cũng khỏe, cái em ngồi bật dậy. Thì em vừa em ngồi chống em bật dậy em cái là em đúng rồi không thở được. Và cảm giác như là người của chị bị đứt lìa ra, và em hoàn toàn không có cảm giác gì phía dưới này luôn. Cái mình bị ngợp. Xong rồi mẹ chồng nói sao con bị gì, cũng hơi lãng tay. Mà nói nhỏ quá bà không nghe, tại vì không có hơi để nói luôn. Cái là bạn em phải kê sát cái lỗ tai lại em để em nằm, là nó mới thả em từ từ nằm xuống, em mới thở được. Em nói trời ơi, em tưởng là em chết rồi, vừa đau vừa mất cảm giác và vừa không thở được, thì rất là dại cho cái câu chuyện mình mình vội mình ngồi lên mình tập đi. Thì sau là cái bác ở giường đối diện chăm con dâu, bác mới dặn là con đừng có bật lên, mà con bấm cái nút á cho nó ngồi, cái giường nó bật lên ngồi rồi con ngồi đó con thở trước. Con nó từ từ để chân xuống, để chân xuống, có cảm giác cái chân trước đã, rồi nhích từ từ có người dìu để đứng lên, và đi thì đi bằng cái đầu ngón chân của mình nhích vậy nè, chứ con đừng có bước đi. Nhưng mà cái động lực lớn nhất là phải ráng đi cho bằng được để gặp con. Đúng rồi. Có bữa là mẹ với chồng đi ăn á, cái còn mình em với con thì con ngủ rồi, nhưng mà tỉnh nó khóc, đứng trong phòng không còn ai nhờ hết, thì em phải tự hồi dậy ráng nhíu con nín. Cái tới lúc mà em sụt thì chồng em quay về, bà làm gì vậy, con không. Cái em nói khoan, ẩm con đã dìu em nằm xuống lại đã, đau quá đó. Ngồi dậy xong rồi để rồi xử lý bà mẹ trước. Mà thậm chí là tụi em quên á, trong lúc mà có em bé vui quá, em nằm trong đó 5 ngày mà quên cho em đánh răng rửa mặt luôn. Cái lúc nào em thấy chồng mình thể hiện cái cảm xúc của chồng mình nhiều nhất? Mổ buổi tối thì sẽ không có được đi ra ngoài phòng liền, tự nhiên cũng có chút tuổi, thì tới 6 giờ sáng ngày hôm sau là đã đẩy em ra ngoài. Thì đang còn trong lúc cưỡng nửa mê nửa tỉnh, kiểu buồn ngủ, thì vừa mở cái cửa phòng ra em thấy anh Hòa đứng, anh chờ em. Mặt thì ngái ngủ, nhìn là biết chưa đánh răng rồi, tóc thì dựng đứng lên. Thì không biết hôm đó chăm con như thế nào, còn phải đặt đút tay vô túi quần, bộ quần lửng đút tay túi quần, đứng tay ke. À, em ra nè hả? Cái tự nhiên mở ra mà thấy chồng mình đứng như đó đó nè, là lúc đó cảm xúc em rất là nhiều. Em thấy hả? Cũng dễ thương. Mà những lúc mà phải thay băng vệ sinh nè, phải đi vệ sinh để đi tiểu nè, thì ai giúp em? Em ngại, em không biết nhờ mẹ chồng, chỉ có chồng em chăm em thôi. Và sau khi vệ sinh xong thì mình không tới.
thì ảnh là người giúp em. Mình có rơi nước mắt vì những cái khoảnh khắc đó của chồng mình không? Chắc chắn là có. Nhưng mà kiểu cũng sĩ diện á chị, cho nên là chỉ rơi nước mắt lúc ông không thấy thôi. Ví dụ như trong quan điểm truyền thống của mẹ chồng thì chị không biết là có cái chuyện sukana như vậy không, mà nếu như có thì nó có, nó đã như thế nào? Tôi chỉ có một cái vấn đề là bà quá thương con ở câu chuyện là bà dành nắm em bé, không phải là dành trên tay em, mà là chờ đứa bé nó rụt rịch để được ẵm. Mà chị biết là em thì em muốn huấn luyện luôn, là tại vì con nít nó mới sanh là mình huấn luyện liền thì nó sẽ tốt, chỉ cần 1-2 ngày thôi đã có được thói quen xấu là phải ẵm rồi. Nhưng mà bà thì lại quá thương bé, thế là bà cứ muốn ẵm thôi, là chờ nó chờ rụt rịch là ẵm liền. Cái là chạy lại ẵm ơi, đây bà nói đi. Bà ẵm cho rồi cái em nằm ở đó thì em nói thôi để em phụ. Cái là bà nói là thôi con còn yếu lắm, con cứ nằm nghỉ đi. Rồi cái bà quay qua bà ẵm em bé, rồi em dựng cái bên bà nằm. Cái em nằm đây, ủa sao ta, từ bữa giờ đẻ ra giờ chưa ẵm được luôn á, từ bữa giờ đẻ ra giờ chưa ẵm được luôn á. Nó sao kỳ vậy ta. Cái tự nhiên khóc quá trời, khóc vàng giụa nước mắt. Em nhắn tin với chồng em, ẵm con qua giường kế bên bà anh. Chồng em mới chạy qua, chồng em hỏi ủa sao vậy, chắc là mẹ thấy em mệt, mẹ thấy em mổ đau quá, đi đâu á, mẹ ẵm giùm thôi. Nó nói em biết, nhưng mà đừng có ẵm con nhiều quá, tại vì nó sẽ quen, mai mốt là về nhà là em phải ẵm hoài, chứ anh đâu có ở nhà đâu. Cái nó nói thôi để anh nói với mẹ anh. Cái em kéo tay lại em không cho nói. Nó thôi bà lên có mấy ngày à, tại thương cháu quá thôi, tại chồng em là con một á, cái thương quá nên vậy thôi chứ có gì đâu. Vậy thì khi mà đi về nhà, em đã cùng với con mình trong những cái tháng đầu tiên mới sinh như thế nào? Khi sinh em bé được khoảng 10 ngày thì chồng em đi Hàn Quốc một tuần. Thì trước khi đi ảnh có nói là thương quá à, nó nhỏ xíu à, không biết nó về mốt anh về nó có nhớ mặt anh không. Cái gì vậy? Cái chuyến công tác kéo dài bao lâu cưng? Một tuần. Mà ông nói là không biết mai mốt nó về nó có nhớ mặt tôi anh tưởng không? Ông đi 10 năm rồi, chắc anh về này nó lớn lắm rồi em hả? Trời ơi, làm như đi nghĩa vụ quốc tế 10 năm vậy đó. Diễn viên em, diễn viên với đạo diễn. Thì đó, nói chung là ảnh luôn luôn phải thốt ra những câu rất là mắc cười. Rồi chồng em về con em có nhận ra không? Rồi chồng em về con em có nhận ra không? Nó vẫn không nhận ra chị. Nó là gì nhận ra ai là ba mẹ nó đâu. Nó chỉ biết là tới giờ là phải có người cho nó bú thôi. Rồi sau một tuần chồng em về, chồng em có thấy là con em lớn phỏng phao không? Ông nói trời sao mà nó lớn quá vậy, nhìn không ra. Thương quá à, nhỏ xíu à. Không biết nó về, mốt anh về nó có nhớ mặt anh không? Cái chuyến công tác kéo dài bao lâu cưng? Một tuần. Mà ông nói là không biết mai mốt nó về nó có nhớ mặt anh không? Rồi chắc anh về này nó lớn lắm rồi em hà. Vậy thì với cái sự nỗ lực và rất chủ động của mình ngay từ đầu để thiết lập cái lịch trình, cái thói quen cho con, thì cái trái ngọt mà em hái được nhanh không? Em nghĩ cái trái ngọt mà em hái được cho em bé nó phải là từ giai đoạn 4 tháng trở đi. Thì trong 3 tháng trong 3 tháng đầu là em bé nó không có ngủ ban đêm và nó khóc vào ban đêm 11, 12 giờ đêm cho tới khoảng 6-7 giờ sáng. Làm việc nhiệt tình cho đến 6-7 giờ sáng. Và ban ngày có đánh nó cũng không dậy, đêm nó ra nắng nó cũng không dậy, bật tiếng ồn xung quanh nó cũng không dậy, xách nó đi ngoài đường nó cũng không dậy. Nó đã muốn ngủ thì nó sẽ ngủ, mà nó muốn thức lúc nào đó là chuyện của nó luôn. Em giải quyết chuyện đó bằng cách nào? Bị bất lực nhiều hơn. Cái bị mình bị trầm cảm nhiều hơn. Lúc này là không tủi thân mà là mình cảm thấy mình bất lực. Đúng sao? Rồi kiểu trời ơi, mình tại sao cứ khóc hoài, mà chồng em thì đi làm quá nhiều, 5-6 giờ sáng không đi, có khi là 2-3 giờ đêm cũng về, và có một mình em là suốt là giữ đứa bé, mà mẹ em thì còn phải chăm bà. Thì thành ra là em cố gắng em không làm phiền và em để ba mẹ em được ngủ ban đêm. Chồng em vẫn nói là thôi em buồn ngủ quá để anh giữ cho. Dù với câu là ổng khò liền luôn á. Nghĩa là ổng có một cái biệt tài là ngủ trong vòng 1 giây. Ổng giống như Nobita chị, là vừa mới dứt lời hoặc buông cái điện thoại hoặc nhắm mắt lại là khò liền luôn. Đó là một siêu năng lực để người ta đi lâu dài với nghề đó. Đúng trời. Đúng rồi chị luôn. Với nghề mà thức quá đó. Nhiều thức mà còn kêu khó ngủ nữa, người sức đâu mà lại sức được. Thì bởi vậy mà mình bị ghen tị với chồng mình. Thứ nhất là được đi làm, thứ hai ổng kiếm được tiền mình không có tiền, và cái thứ ba là được ngủ nhanh như vậy, được ngủ và mình không được ngủ. Cũng có lần là em bất lực quá, em chạy ra chạy vô, em thậm chí là em còn ác tới mức là em bật cái quạt lên, cái em ẵm con đứng trước cái quạt cho nó cay mắt của nó ngủ. Cái xong đó, ủa sao không cay mắt sao bao lâu em nhận ra rằng đó là một cái hành động không chắc thể được vài phút á chị, chắc 5 phút nha. Em nói ủa sao mình buồn ngủ mà nó không ngủ. Nó không được, bật dậy nó bệnh sao.
Thế thôi em tắt các bạn. Ôi, nó thở không được nữa em, tụi nó mới 2-3 tháng. Đó là một hành động dại dột. Đó là một hành động chứng tỏ là em trầm cảm đó. Có lần mà em còn tính là giục con em xuống mà. Em không nghĩ đến chuyện tự tử mà em chỉ nghĩ đến chuyện là em phải tách xa nó ra, em sẽ không giữ nó nữa. Nhưng mà giờ đâu có ai đâu mà tách ra. Xong rồi ẩm khóc hoài một bội quá. La nó, sao mà khóc hoài vậy? Có cái chuyện ngủ mà cũng không chịu ngủ nữa. Xong rồi cái đang đứng ở đó, cái giường đứng lên trên cái giường, cái em tính giục nó xuống. Thì chồng em đang ngủ, ông vừa mở mắt ra, ông thấy em đang tính giục xuống, cái ông tính đưa tay ra đỡ. Thì khi mà gần tiếp cái giường em dừng lại, em thả nó xuống, em đi ra ngoài. Là em vẫn còn giữ được cái lý trí của em. Cái hành trình khi mà mang thai nó cũng là một trong những cái hành trình khá gian nan đối với một người mẹ. Nhưng mà khi kể lại thì lại với một tâm thế rất là tích cực. Thì cũng phải vừa qua rồi đó mới ngồi đây kể, cho nên qua rồi thì người ta sẽ điềm tĩnh hơn. Em nghĩ là cái chế độ thai sản của mình hiện tại đang có là mẹ sau sinh được nghỉ ít nhất là 6 tháng. Mà nếu mà 6 tháng tiếp theo muốn nghỉ thì lấy không lương cũng được. Nhưng mà em muốn nếu được thì có thể giống như bên nước ngoài vậy đó. Khi mà người vợ mà họ nghỉ thai sản là đàn ông được nghỉ luôn. Đàn ông phải chăm phụ người phụ nữ chứ không thể nào một mình người phụ nữ chăm con trong 6 tháng đó được. 6 tháng đó người phụ nữ cần cái gì? Không phải là cái người phụ con mình nhiều đâu. Họ cần một cái chỗ dựa tinh thần ở bên cạnh mình, họ hiểu mình, chia sẻ với mình. Và lúc mà mình mệt mỏi quá sẽ có một người gánh vác thay mình. Là mình cảm giác hai người cùng gánh vác á, mình cảm thấy được sự công bằng thì mình sẽ đỡ được cái chuyện trầm cảm đó. Còn ở đây thì đàn ông họ cứ lâm nhau mà đi làm. Biết là cũng vì gia đình đó nhưng mà em cảm thấy nó là một cái sự không công bằng. Em nghĩ là đàn ông họ cũng cần phải được nghỉ ngơi và chăm con của họ. Họ cũng được quyền nhìn thấy con của họ trưởng thành như thế nào. Hay quá, một cái chia sẻ rất là hay. Và bây giờ thì chương trình có một số phần quà dành tặng cho em. Bây giờ thì Ngọc Lan và chị Tonya xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Một cái câu mà của các chatbot hay nói là có thật sự được của anh. Em cũng nói luôn kiểu nếu mà bạn ấy nghĩ là không phải của bạn đấy thì đúng là không phải của bạn đấy. Còn nếu bạn nghĩ là của bạn đấy thì là của bạn đấy. Nhưng mà khi mà nói với cả gia đình kia thì cái câu mà em đã nghe là bỏ. Em nghĩ là một phần ấy là họ thương con họ. Bởi vì cả hai bọn em đang đều rất là trẻ. Một tiếng sau nhá, là khoảng 1 giờ là em vào phòng sinh luôn. Bắt đầu em lên cái phòng đấy là em đổ người, em đau chân, em không đi được nữa rồi. Nhưng vẫn một mình em leo lên cái giường sinh mà nó cao, chị, nó cao mà với một cái người bụng bầu. Mưa bình thường như mình là mình cũng chỉ phải trèo với rồi, đây còn bầu nữa mà đang không đi được nữa. Và các bạn đã quay trở lại với chương trình Tâm Tình Bỉm Sữa ở phiên bản Chat với Mẹ Bỉm Sữa. Chương trình được phát sóng vào lúc 21:15 trên kênh HTV9 vào thứ tư hàng tuần và sẽ được phát lại vào lúc 21:30 cùng ngày trên kênh YouTube MCV Media cũng như là cổng thông tin Netlove. Cảm ơn nhãn hàng Phytobimbi Ferose, bổ sung đồng thời kẽm và sắt hữu cơ đủ cho nhu cầu hàng ngày của trẻ, nhập khẩu nguyên hộp từ Italy đã đồng hành cùng chương trình. Và thưa quý vị, đây là người bạn đồng hành với Ngọc Lan, tiến sĩ tâm lý Tonya. Xin chào tất cả mọi người, xin chào Ngọc Lan. Nãy giờ chọt chọt không quay qua, quay qua rồi kìa. Chào em bé Phytobimbi, bây giờ em có thể mời khách mời bước vào trong gian bếp này không? Chào mọi người. Xin chào. Em chào hai chị và chào tất cả khán giả, mình là Quỳnh Lương và rất vui hôm nay được đến chương trình Mẹ Bỉm Sữa. Em bé nhà mình bao nhiêu tuổi rồi? Em bé nhà em hiện tại là hơn 7 tuổi, 7 tuổi rưỡi. Rồi trước khi chúng ta bắt đầu hành trình mang bầu thì xin được phép mời bạn Phytobimbi ra ngoài chơi đi, ở đây nói chuyện người lớn. Trong lúc mà Ngọc Lan lấy nước mời khách thì một cái câu hỏi mà nó rất là ổn định trong nhiều chương trình Chat với Mẹ Bỉm Sữa đó là cái thời khắc đầu tiên trong cuộc đời mà mình nhận cái tin
là mình biết là mình có mang thai và con đến với mình, thì cái dấu ấn điều đó trong em nó còn đậm đà không? Mời em ăn bánh, uống sữa, lấy sức kể chuyện. Dạ, nó là một cú sốc ạ. Tuổi em mới sinh nhật xong tuổi 18 chị ạ. Chắc ngày xưa em ngây thơ lắm chị. 18 là tốt nghiệp trung học phổ thông. Không, mà lúc đấy em còn đang lớp 12 chị ơi. Đang 12. Thì em chạm một cú tình cảm. Em không nghĩ là mình nhanh như vậy. Cái việc của mình có con nhanh như vậy thì khi mà mọi người bảo là hay mày có chửa thứ thì em cũng rất là hồn nhiên đấy. Thế thì đối tác của em lúc đó bao nhiêu tuổi? Các em lúc đó là bạn ấy hơn em 4 tuổi. Ồ, và bạn đó đã đi làm hay là đang đi học hay là như thế nào? Bạn ấy đi làm rồi. Sau đó chuyện tình cảm của em kết thúc rồi. Kết thúc rồi thì em mới phát hiện mình có em bé đấy. Ừ. Thế thì cái sự kiện để mình sẽ phải đặt cái dấu chấm hỏi là hay là mình có thai và mình phải đi thử thai thì nó đã diễn ra như thế nào? Không có một triệu chứng gì luôn ạ. Tại vì là em đi làm sớm với mọi người, em sẽ làm với nhiều các kiểu các chị lớn tuổi ấy. Bảo là mày sao mày giống mày có bầu đấy, bảo không, em sẽ tăng ý đâu mà. Sau mọi người bảo em thử thì em cũng kiểu như là em chỉ bảo tối đi thử cho mọi người thấy đi, thế không nghi ngờ thử em. Mấy chị vừa lòng. Vâng, ai ngờ các chị vừa lòng thật ạ. Vừa lòng các chị lắm. Nhưng mà lúc thử là đang ở chỗ làm vào buổi nào và đi mua que đồ như thế nào? Buổi tối ạ, kiểu tối. Buổi chiều em làm ở phục vụ ở một quán nhỏ ấy, thì chiều em đến sẽ đến dọn dẹp các thứ xong mọi người nói. Thôi em cũng kiểu rất hồn nhiên chạy thân cạnh mua hai cái que về thử. Thế thì khi mà mình đối diện với hai cái vật cảm giác làm sao rồi đi ra nói cái câu gì với các chị? Không biết nói gì chị ạ. Lúc mà trước khi đi bước vào cái nhà vệ sinh là đi mình hiên ngang chị, đi kiểu mặt còn không nhìn đến đất đâu, còn bênh báo là đến bên trên. Rồi lúc sau là ngồi luôn trong đấy á, mọi người phải cậy cửa. Phải cậy cửa luôn, tại lâu quá. Giống như kiểu mình đang chết lặng. Kiểu bản thân còn đang đi làm bấp bá bấp bênh, xong tự nhiên bây giờ lên nhiên đâu ra hai vạch. Mà lúc em thử kiểu hai vạch là chửa đúng không? Mà lúc đấy em còn dừng điện thoại. Tức là bản thân em biết, đi học là biết là hai vạch sẽ là có em bé, một vạch là không có em bé rồi. Mà đến khi em đối diện với hai vạch em bảo vẫn nghĩ rằng hai vạch là không chửa đúng không? Em ngồi lúc đấy em vẫn kiểu mơ mơ màng màng cái thứ chị. Xong rồi cố gắng bẻ cong kiến thức. Cố gắng bẻ cong là cong kiến thức, hai vạch là không có chửa, một vạch mới có chửa. Em thông báo cho đối tác. Phản ứng của người ta làm sao? Một cái câu mà của các chatbot hay nói là có thật sự được của anh không? Em cũng nói luôn kiểu nếu mà bạn ấy nghĩ là không phải của bạn đấy thì đúng là không phải của bạn đấy. Còn nếu bạn nghĩ là của bạn đấy thì là của bạn đấy. Xong bạn đấy thì bạn ấy cũng tin. Thì em gặp bạn ấy trực tiếp. Sau gần 2 tháng chia tay thì em gặp bạn trực tiếp nói chuyện thì để anh về suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì? Dạ. Suy nghĩ cái gì? Tức là lúc mà em biết em có thai nhá, là em không khóc. Nhưng đến khi nghe, ngay cả khi em nghe cái câu mà có thật của anh không em cũng không khóc. Nhưng mà đến khi mà người ta nói câu suy nghĩ thì em mới khóc. Mình hiểu rằng mình không có ưu tiên gì hết. Mình không là cái gì đó để người ta buộc phải ngay lập tức phải bận tâm về cái điều đó. Người ta vẫn còn đang lưỡng lự. Thật sự để nói, bây giờ bạn ấy nếu chương trình lên sóng bạn ấy có xem thì bản thân lúc đó em đã không có tình cảm bạn ấy. Đã không còn thì người ta lưỡng lự đúng thôi. Bản thân em lúc đó cũng đang lưỡng lự chứ không phải chỉ riêng bạn thôi. Sau đó khi bạn ấy kiểu chấp nhận cái việc đó rồi ấy, thì bạn là bây giờ nói chuyện với hai nhà như thế nào? Thì em có thông báo mẹ em. Từ khi em quyết định là em tự lập ấy, là mẹ em nghĩ là em đủ lớn rồi. Thì mẹ em lại không nói gì. Nhưng đến khi mà nói với cả gia đình kia thì cái câu mẹ đã nghe là bỏ. Em nghĩ là một phần ấy là họ thương con họ. Bởi vì cả hai bọn em đang đều rất là trẻ em thôi chị. Và người ta có thể không nói rõ nhưng mà em nghĩ là 18 tuổi của em với cái số năm 2 năm tự lập của em thì em hiểu ý người ta nói là họ cũng không tin. Và họ cũng không muốn đón nhận mình. Vâng. Thực ra cho đến hiện thời điểm tại khi mà con em lớn rồi nhưng mà chưa từng một lần là em suy nghĩ cái việc là em sẽ bỏ con em từ lúc đó đến giờ. Em chỉ nghĩ là nếu ok cái việc mình thông báo ấy là mình đang tôn trọng đối tác, tôn trọng những người lớn. Còn cái việc mà họ chấp nhận hay không chấp nhận ấy, còn cái việc mà em đối diện ấy, đó là quyền của em. Sau cái hôm đó thì em không có nói chuyện bạn ấy nữa, em cũng không qua nhà bạn ấy nữa. Thì mẹ bạn đấy gọi cho em rất là nhiều, mẹ không nghe máy, nhắn tin khuyên nhủ em không trả lời. Em cũng không trả lời gì hết. Bản thân mẹ em cũng là một single mom, mà nhà em ở quê ấy, thì yếu tiếng với gia đình em rất là nhiều. Xong rồi tiếp tục em lại làm điều như vậy nữa. Và bản thân em cho đến thời điểm lúc đó em vẫn sống với gia đình em rất là nhiều. Thì em có một cái ngôi chùa ở ngoài Hà Nội, tức là họ sẽ kêu mang những cái phụ nữ mà có thai hay là đứa trẻ bỏ rơi ấy, mà em rất hay qua đó. Bản thân lúc đó em đã nhắn tin, sau đó em liên hệ là em đã quyết định mình vào đó mình ở rồi.
em không nhớ rõ lắm, nhưng mà đại loại là hai nhà tác động với em quá nhiều cái chuyện mà mình phải như vậy ấy. Đến mức mà em gọi là không phải em đồng ý nhá, em buông xuôi. Muốn sao cũng được. Muốn sao cũng được. Rồi chuyện gì đã xảy ra? Sau đó thì em với mẹ bạn kia đi vào bệnh viện. Và lúc em vào bệnh viện á, em vẫn nhắn tin cho bạn kia ấy. Bởi vì lúc đó em sợ thật sự rồi. Mọi người ơi, mình vẫn muốn nhắc rằng lúc đấy bạn ấy 18 tuổi nha. Có thể là ở những cái góc độ khác nhau chúng ta sẽ nói là phải mạnh mẽ lên, làm mẹ mà phải bảo vệ con mình. Nhưng mà mình vẫn muốn nhắc rằng là hãy trả câu chuyện này về cách đây 8 năm trước, để hiểu rằng bạn 18 tuổi thì cái sự mạnh mẽ đó nó không có đủ lớn để chúng ta quyết liệt đâu. Mà em đi siêu âm phát hiện là em vẫn nhớ là 8 tuần 3 ngày. Em đi vào cái phòng chờ mình khám ấy, em không nhớ mặt nhá. Tại vì sau này em sẽ rất muốn cảm ơn bác đấy. Em nhớ bác tên là Thủy. Và nếu anh kia không phải là mẹ cháu ấy thì cháu không cần phải nghe. Nhưng em nói là đúng là cháu không cần phải nghe, nhưng mà cháu không biết làm sao. Cháu không biết làm sao, đúng. Cháu không biết làm sao cả. Thì bảo ok, mày cứ đi khám đi. Em nói thật là lúc đấy kiểu em thở, gọi là thở rất là mệt ấy. Em rất là mệt mỏi ấy. Kiểu giống như kiểu mình đang bị đạp xuống quá đà rồi ấy. Thế em đi khám xong quay về. Đi về thì mẹ bạn ấy có gọi điện cho cậu bạn ấy và gọi điện cho gia đình em là quyết định cưới. Đến bây giờ thì em, cái việc mà họ chăm sóc em khi em bầu ấy, hay họ chăm sóc con em thì không có một cái lời nào để gọi là em phải phê bình hay phải đi chê họ. Bố mẹ chồng cũ em, tức là họ là một người rất tốt với con cái con cháu của họ, là của họ, con cái con cháu của họ chị nhá. Nhưng với em thì em người ngoài, em người ngoài. Và khi mà em đi đẻ, mẹ chồng em vẫn chăm sóc em. Thì bây giờ cái khoảng thời gian mà em mang thai nó đã diễn ra như thế nào với một cô dâu mới, vừa mới lớn, thì những tháng ngày thai kỳ của em nó đã diễn ra như thế nào? Vẫn rất là vui vẻ. Trong lúc mang thai thì cái chuyện mà em với gia đình chồng lúc đấy thì không có gì để... Lúc đấy là về là mình ở chung với gia đình chồng hay mình ở riêng? Em ở chung với gia đình chồng, tức là nhà đấy là nhà 5 tầng, nhỏ hơn 30 mét vuông. Thì em sẽ ở tầng 4, anh chị chồng ở tầng 3, bố mẹ chồng ở tầng 2. Một cái cụm gia đình sống với gia đình thế. Em lấy chồng về em cũng 7 giờ em dậy. 7 giờ sáng là em đang đi mua đồ ăn sáng. Em nhớ những ngày mà mới cưới về em, tại vì em là một đứa trẻ sống thiếu thốn, thiếu từ tình cảm của ông bà em không sống với nhau. Xong rồi tiếp tục đến mẹ em cũng không là một người phụ nữ không có chồng, mà em không được sống cùng với cả bố mẹ em. Nên là em là một cái đứa mà khao khát, nói thẳng luôn là khao khát rất nhiều cái chuyện tình cảm gia đình. Nên khi em về đó rồi ấy, em thấy kiểu bây giờ mình đang sống trong một gia đình có anh chị, có chồng, có bố mẹ thì mình sẽ cố gắng để bảo vệ nó. Thì em dậy sớm, em mua đồ ăn sáng cho chồng em, thậm chí chồng em không phải người dậy sớm, em còn mê tận phòng. Máy đang chửa, em mê tận phòng. Rồi em sáng dậy em chuẩn bị nấu ăn trưa, nấu ăn cùng bố mẹ chồng em, mẹ chồng em cũng dạy em những mọi thứ. Em cảm thấy lúc đó với em như thế rất là vui, chứ không có cái gì là với em là kiểu là khó khăn ấy. Em cảm thấy rất là vui. Xong buổi trưa được ăn cơm cùng gia đình, xong buổi tối được ăn cơm gia đình hay là nhà em, hay kiểu buổi tối ngồi xem phim với nhau. Với em những điều đó nó rất là nhỏ, thậm chí với mọi người nó là một điều rất bình thường, nhưng với em nó là một điều gì đó rất là đặc biệt. Khoảng một tháng rưỡi em bắt đầu nhìn ra được con người thật của người đàn ông mà em đã chọn. Mình đang có bầu, mình nên tập trung vào con mình thay vì tập trung bất kỳ gì khác. Nhưng mà thực ra đó là cái mà em an ủi bản thân mình thôi, chứ bản thân mình bên trong nó không ổn thì nó vẫn là đang không ổn. Cái đoạn đó thì em có bị giống kiểu là em ăn nó bắt đầu không ăn được ấy, không phải là ngén chị, bởi mình đang suy nghĩ cái chỗ khác quá nhiều đấy. Thì em bé có bị thiếu chất mọi thứ, thì em thì đi khám về bác sĩ có khuyên gia đình là kiểu như là bảo ăn uống hay vừa đủ hay là mọi thứ đi, vì thai rất là yếu. Thì sau đó thì em mới gọi là ổn định thai hơn, thì bắt đầu em kéo em bé lên cái thứ nó không bị tụt nữa. Nói thẳng luôn, cái chuyện mà em gặp sau một tháng giữa hôn nhân đó là người thứ ba. Em thì đang gọi là đang nghĩ là happy, nhưng mà nghĩ là tất nhiên là em cũng đang cố gắng và bản thân đang cố gắng. Nhưng mà chắc chắn một điều là em ở trong mối quan hệ đó thì em sẽ thấy mình hiểu bản chất nó là gì, đúng không? Và cái bản chất đó nó làm cho em bắt đầu bị ảnh hưởng đến những cái tháng ngày mà mình phải chăm con trong bụng mình, căng thẳng, chán ăn. Nhưng cuối cùng thì mình vẫn biết được rằng ok, giai đoạn này con là quan trọng, tập trung vào nó. Thế thì cái công việc của mình lúc đó thì sao em? Lúc đó là lúc em có bầu là em ở nhà luôn chị ạ. Có nghĩa là mình cũng đồng thời bị khó khăn về kinh tế và phụ thuộc kinh tế không? Phụ thuộc kinh tế thì có, nhưng để khó khăn thì bảo cái khoản tiền riêng của em thì không phải. Bản thân em là
cũng được bạn bè, bởi vì em là một cái người mà trong mọi sự khó khăn em vẫn sẽ có người giúp đỡ. Mà quan trọng là em nhận hay không thôi. Em là cái người mà không phải lúc nào khó khăn là không có người giúp đỡ đâu, có, nhưng mà tính em gọi là hơi tự cao ấy ạ. Với bản thân mình lấy chồng sớm ấy, những cái lúc đó ấy, cái em nghĩ cái khó khăn nhất của em đó là em không tìm được một cái người mà để em chia sẻ được mọi chuyện. Đúng rồi. Thôi mình cứ gọi là cố gắng happy được đến ngày lúc nào hay lúc đó ấy. Nhưng mà lúc đó em vẫn phải thi, học và thi chứ đúng không? Vâng, em vẫn đi học, em vẫn thi. Em thi đại học là sau này, tức là sau này mãi sau này mọi người, không biết bây giờ mọi người biết hay không, nhưng mà mẹ em mãi sau này mẹ em mới biết. Bởi vì luôn thì em không nói với ai, thì em chỉ nói dối là em đi qua nhà người thân em chơi thôi. Em cưới xong 2 ngày thì em đi thi tốt nghiệp, và 1 tháng sau thì em thi đại học. Và em thi với tâm lý là thi tại vì bà em mong muốn em là có mức bằng đại học lắm chị ạ, nên em cố gắng thi thôi. Thi thì em cũng không nghĩ là mình đỗ, và rồi đến khi em đỗ thì em bản thân em cũng bất ngờ. Nhưng mà đến khi mà mình biết mình đỗ thì mình lại bị khó khăn là bây giờ sao đi học. Đúng rồi, tự ái cao chị. Bây giờ đi học mà tự nhiên các bạn đang cùng trang lứa mình bắt bầu đi học cũng xấu hổ lắm. Thì em cũng đến, em nhận trường đi học được vài buổi xong thôi em nghỉ học, em cũng không bảo lưu không có gì hết. Nên nghĩ là thôi bây giờ quay về gia đình sau này xong đi làm cái gì đó. Rồi như vậy thì với những cái tháng ngày nó căng thẳng, mình cố lừa dối bản thân, nhưng mà mình ôm mọi thứ trong lòng mình như thế và đắp đổi ngày tháng cho nó qua, cho nó qua, thì cũng qua đến cái ngày mà theo Hoa nở nhụy, con ở trong bụng thì cũng phải đến ngày con đủ tháng, đủ ngày, đủ lớn để con chào đời. Thế thì sự kiện đi sinh của em nó đã diễn ra như thế nào? Thực ra là cái sự gắng gượng để sau, em biết là mình đang cố giấu cái cảm xúc, nhưng lúc với em lúc đó là mình nó không phải gắng gượng chị ạ. Con em vài được vài tuổi, em nhìn lại, em nhìn lại toàn bộ tất cả mọi thứ ấy, thì em mới biết là mình đang lừa dối bản thân mình. Chứ thực ra em nghĩ mọi người không lừa dối em. Nhưng lúc đó em vô tư. Không, bạn này không phải vô tư mà bạn này cố tin. Cố tin, đúng rồi. Cái cảm giác này nó kinh khủng lắm em. Thì một dạng lừa dối bản thân. Đúng rồi, em lừa dối bản thân. Tội nghiệp nhất của một con người là mình tự đánh lừa bản thân của mình. Là vậy, là vậy. Tạo cái hạnh phúc cho bản thân mình là nó kinh khủng lắm. Lúc mà em đi sinh ấy, thì lúc em đi khám thai thứ thì bạn kêu em vẫn đưa em đi. Khi mà bảo là sinh ấy, thì mẹ chồng em có vào. Thai của em nó hơn 40 tuần cơ. Người ta bảo là sinh lần đầu với cả là ít tuổi thì sẽ sinh non ấy. Trời ơi, em quá ngày dự kiến luôn ạ. Đợi hoài luôn. Vâng, đợi hoài luôn ạ. Ngồi trong phòng khám cũng ngồi như này, em cũng ngồi như này này. Xong bác sĩ bảo mày đi đâu ấy? Cháu đi đẻ. Mày đẻ thôi, bụng mày đâu? Mày đứng dậy sinh nào thì em mặc bộ ngủ bình thường thôi, một cái bộ bình thường không phải lấy đâu. Xong rồi đứng dậy thì bụng rất nhỏ, bác sĩ trời bụng bé tí nên bạn đẻ rồi. Mình từ bao nhiêu tuần thì khi khám đi siêu âm một thứ đi, thì đến khi vào bác sĩ xem con này còn, mà nếu mà ai sinh nở biết là mở 3 phân là đẻ được rồi, mày cứ ngồi đấy mày cứ bình tĩnh thế nhỉ, bảo cháu không biết gì đâu, cháu có thấy đau gì đâu. Và lúc đấy em nghĩ là ôi mình thật may mắn mà mình không đau đẻ, là mình chắc là rất là nhẹ nhàng chị. Xong cũng nhập viện, đi vào phòng chờ thấy mọi người bắt đầu đau cái thứ, em kiểu lâm dâm tí mà thú mình rất là may cái thứ rồi, ngồi vui vẻ lắm chị, happy lắm, ngồi kiểu nói chuyện nhắn tin mọi người em đi đẻ đây, xong mọi người hỏi đau không, không chẳng đau thế nào, chắc em sắp đẻ rồi chứ. 4 giờ chiều là bắt đầu cái hơi khó thở nó lên rồi chị, cái kiểu mà mới bắt đầu nó đau xuống ấy. Đến chiều là bắt đầu cơn nhiều, đến đúng 12 giờ đêm thì bác sĩ cho em vào khu sinh. Mà em đi đẻ ở bệnh viện bình thường thôi thì không có cái dịch vụ là cho người nhà vào. Thì họ cho em ở một cái phòng riêng, nó có mười mấy giường, một mình em nằm trong đó. Và bắt đầu các cơn của em nó lên, nó dồn dập rồi. Mà em kiểu cũng học nhiều là không được dặn lung tung hay là không được la cái gì. Em nhịn thôi, thì mà em đến khoảng 1 tiếng sau nhá, là khoảng 1 giờ là em vào phòng sinh luôn. Bắt đầu em lên cái phòng đấy là em đổ người, em đau chân, em không đi được nữa rồi. Nhưng vẫn một mình em leo lên cái giường sinh mà nó cao chị, nó cao mà với một cái người bụng bầu. Mưa bình thường như mình là mình cũng chỉ phải trèo với rồi, đây còn bầu nữa mà đang không đi được nữa. Thì em trèo đấy xong bác sĩ khám mà vẫn chưa đẻ đâu, mới có 4 phân thôi. Tức là hơn buổi sáng hơn 1 phân. Bao nhiêu cơn đau thì hơn buổi sáng 1 phân, mày cứ nằm chờ đi. Xong rồi em nằm đó mãi cho đến khoảng 3-4 giờ, bởi vì là nằm ở đây thì đồng hồ ngay bên cạnh mình nhìn được. Mà với em thật là cứ 1 phút đau một lần, 1 phút đau một lần như thế mãi cho đến sáng. Không có một ai hỏi chị, người nhà cứ bên ngoài, người nhà không biết gì. Em nhớ là cái y sĩ trực của em cứ nằm, họ mới nằm bên cạnh họ ngủ thôi. Lâu lâu họ, em bảo là bác sĩ khám cháu hay cháu đẻ rồi, hoặc thì họ dạy họ khám cho em. Em vẫn nhớ đến mức mà em mệt đến mức mà em thở không được, em khát nước. Mà em bảo là bác sĩ cháu xịn nước không, người ta bên bàn nó mày qua mình lấy. Vâng ạ. Em leo lên leo xuống hay là em nằm chờ hay là em làm bất cứ gì là em tự hết ạ. Đến lúc mà em không còn thay đổi, không thể nào chở người nữa,
thì bảo cho cháu nằm luôn trên này. Em đau đến mức mà đến 6 giờ sáng em bảo là xin cho cháu đi mổ đi, không có ai trả lời. Đến lúc 6 giờ sáng hôm tí là em không cảm nhận được cơn đau rồi. Là em chỉ thấy cái bụng em nó lệch sang bên, nó ở ngay chỗ này thôi. Đầu tiên là bụng xuôi như này, em xong nó sang bên rồi và nó không cử động cái gì nữa. Nó lò không em? Có, lo chứ chị. Không, em không cảm nhận được cơn đau nữa và em bản thân không mở mắt nữa. Thì lúc đấy bác sĩ có đi đổi ca thì có một cô bác tạp vũ vào ấy, em bảo là cháu không có tiền đâu, nhưng bác ra bác gọi mẹ cháu tên là này này này, có bệnh nhân là như này, đi vào đây cho cháu xin nước, cháu khát nước quá rồi. Bởi vì lúc mà em xin nước là đã không có ai lấy nước cho em rồi và em không lấy nước nữa rồi. Thì mẹ em mới vào bón nước cho em, gọi là lúc mà để mẹ em vào được ấy, nó khoảng là 15-20 phút thôi, nhưng với em nó là thế, nó là một thế kỷ rồi, nó là mấy chục năm rồi. Lâu đấy em không thể nào uống nước nữa, mẹ em bón vào kiểu như là bây giờ mẹ em hỏi mẹ em không trả lời được mẹ chồng em ấy. Thì mà em hồi xong bảo là em chỉ nói là xin con mổ đi. Mẹ em xin ra ngoài xin đi mổ cái thứ mà để xin được đi mổ cho em cũng rất là lâu. Mãi sau có một cái bác trưởng phó khoa, bác đi vào, ô con bé này sao tuần qua là vẫn chưa đẻ à? Thì xong bác nhiều, ô con bụng làm sao lại lệch sang bên này đi. Bác đấy là người khám cho em. Xong mà là bác gọi mấy người kia bảo tại sao trường hợp này không mổ. Thì đoạn sau đó là nó mơ mơ màng màng cái gì đó em không biết, chỉ bảo người nhà em bà ký để chuyển đi mổ thôi. Còn đấy là em mơ mơ mà không biết một cái gì rồi. Đến khi đẩy em đi mổ các thứ thì em chỉ biết là mình đang được đẩy đi thôi. Còn đang đẩy đi gọi là đang sống đang chết, bản thân em không ý thức nữa. Em vẫn nhớ là kiểu bên ngoài, bên xung quanh, tức là mình vẫn nghe được tiếng nói chị nhá. Em vẫn nhớ nguyên cảm giác đó là mình nghe tiếng nói nhưng mình muốn trả lời mình không trả lời được. Thì đến lúc mà đi vào tiêm các thứ mà tiêm như tiêm bằng cứng hay cái gì đó đó, thì bắt đầu em mở mắt là nhiều hơn. Và lúc mà em nghe tiếng xoẹt xoẹt ở đâu ấy, kiểu lúc mình mổ nghe tiếng xoẹt xoẹt đấy chị, thì lúc em nghe tiếng em bé em khóc ấy, là em kiểu giống như kiểu là cái gì đó thúc đẩy mình phải mở mắt ra. Và lúc đấy em chỉ nghĩ như này, à đâu, lúc mà em bé em mở, lúc mà em lôi bé em nhẹ, em bé em không khóc, nó rất là lì. Bởi vì là lúc mà trước khi đi khám biết là dây rốn quấn một vòng rưỡi cho chị, với cả bé nhà em đi khám có 2 cân 7 thôi ạ, đến khi đẻ ra gần 3 cân 6 chị. Lúc mà lôi ra 3 cân 6, từ hôm trước hôm sau nó tranh nhau tận mấy lạng trời ấy. Xong rồi em thấy lôi ra không khóc, và đánh đi nó khóc ấy. Thế em chỉ nghĩ là lúc đấy em gọi là kiểu em tỉnh hơn ấy, em mà nếu như ngày hôm nay em gặp chuyện gì ấy em không biết thì thôi, nhưng mà nếu mà con em gặp chuyện gì thì đúng là thật sự là em gọi là loạn viện lên mất. Thì lúc sau đánh em bé khóc to lắm chị, tại vì nó cũng to nhất nhì cái viện đó đấy. Thế xong rồi cũng chẳng được nhìn mặt luôn ạ. Xong rồi mọi người làm cho em thứ đẩy em về phòng hồi sức thì em ngủ luôn. Xong tự nhiên người nhà bế xong một cái cục cho nó nhìn em, nó cũng nhìn em chị, mà nó em bé nhà em chẳng biết là bé nó mặt nó bướng mất, nó cứ nhìn em tròn xoay nhìn em, xong nó kiểu lạ lắm chị. Bao nhiêu cái mong chờ của mình trong bụng rồi tự nhiên bây giờ cho nhìn đối diện mình, cảm thấy ở đây là ai vậy trời, tự nhiên bế xong đây nó nhìn mình đây trời đấy. Trời, em phải mất tận 3 ngày để em làm quen nó là con em chị. Tự dưng mình đang gọi là năm tuổi ăn tuổi lớn đó chị. Em trộm vía em về em bé em tìm một cái là có về sữa luôn. Thì đó, tại có sữa đó là, lúc... là một trong những cái trợ lực để biết nó là ai đó thì nó sẽ bú. Chị hỏi một chút xíu, lúc đó chồng cũ của em, tức là bố của em bé đó phản ứng như thế nào? Em có nhìn thấy được cái nét mặt của ảnh hay không? Cũng hơn em tí là bạn ấy cười rồi, còn em kiểu không biết cái gì, kiểu tại sao nó cứ nằm bên cạnh mình, nó cứ nhìn hay lắm chị. Mà kiểu em nhìn nó cứ nhìn theo em luôn, nó cứ nhìn chằm chằm thôi. Còn bạn kia thì bạn cũng có đùa, kiểu cứ nhìn kiểu trêu trêu ấy. Phyto Bimbi Feroce kiểm soát đủ mỗi ngày, bé khỏe mạnh lớn nhanh, nhập khẩu nguyên hộp từ Italy. Thế thì cái câu chuyện mình xuất viện về nhà, một mình đối diện với em bé với một cái độ tuổi 18, chưa có biết gì về cái chuyện làm mẹ hết, thì nó như thế nào? Em lúc này em cũng gầy lắm, cho em kiểu cái quá trình mà phục hồi sau sinh của em nó vất vả lắm. Đi lại thì đang đeo cái ba lô ngược, xong bây giờ tí không có gì trước bụng, chị không đi được chị ạ, khổ lắm. Mất cân bằng. Vâng, mất cân bằng vì bản thân mình xong đi cứ lấp la lửng, xong kiểu nhiều lúc quên ấy, quên là mình đẻ rồi, chị lại xuống ôi không thấy bụng nữa. Nói chung cứ ba bình, xong mọi người bảo là phải tập đi thẳng đi, không quen các thứ đấy. Gù lên. Vâng, bị gù đấy, em rồi bị đấy đấy. Xong em bé em trộm vía, em bé em bướng, nó sống một mình một kiểu, nó không giống ai chị. Cứ đêm nó ngao, mà ngao 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 tức lắm chị. Chắc phải nó khóc nó ngao vậy thế. Nga. Nhỏ nào tên Nga mới kêu hoài à? Và em thì không có nuôi con khoa học, em là một người nuôi con truyền thống luôn, là cho tim mẹ trực tiếp luôn. Mãi sau này mới biết là nó tim mẹ nó sẽ không đủ no, và nếu không đủ no nó lại kêu. Đấy chị, nhưng mà lúc đấy đâu có biết gì đâu ạ. Cứ em bé khóc phải cho tim, xong bây giờ đi vệ sinh cứ một ngày cứ liên tục lặp đi lặp lại. Thế lúc nào mệt quá thì chỉ có mẹ chồng em lên đỡ thôi, bởi vì mẹ đẻ em rất là xa. Happy mọi thứ lúc đấy happy thật đấy ạ.
vì ông bà quý cháu lắm á, nhưng mà tối thì có mình em, lâu lâu mà kiểu ông bà thấy khóc quá thì ông bà lên. Cái chuyện mà lúc mà em sinh em bé xong một tuần ấy, là em biết thật sự có biến rồi, là biến này nó sẽ hơn các biến trước á. Thì lúc đấy em chỉ nhớ là khi mà con em được một tháng tuổi em bị trầm cảm. Lúc nào em về em nhìn ảnh cưới em cũng sợ. Em sợ đến mức em phải lấy khăn tắm em che cái ảnh cưới lại. Em sợ chị, đây là ai mà mình đang sống ở đâu đây? Sao mình lại sống ở đây, đây khỏi nhà mình, chắc chắn không nhà mình rồi. Mình đang cố bám víu gì đó, mình sợ chị. Em bị trầm cảm lúc đấy là khoảng 2 tháng. Mà cái người duy nhất phát hiện ra không phải người thân của em. Họ đang nghĩ, họ mà nói em câu là kiểu phụ nữ ở nhà bế con rồi, nhà chỉ phải trông con rồi, thì cái gì mà trầm cảm cái gì đó. Em không ăn được chị, em ăn đấy. Em ăn trước mọi người, em đang ăn rất bình thường, nên là phim nôn sạch luôn. Em không ngủ được. Một là em đang suy nghĩ quá nhiều, và hai con em nó không giống ai thật. Con em không giống ai, nó khóc như thế chị. Em gầy rộp nó luôn, giống như kiểu một người nói là hậu sản ấy. Em gầy rộp người luôn, mà em xanh xao người, em vật vờ nó như một cái con gì đó kinh lắm chị. Lúc đấy em không chụp ảnh, không soi gương gì, em không biết. Nhưng mà mẹ chồng em, đến mức mẹ chồng em nói em không được ấy. Và tại sao mày ăn kiểu gì mà ăn cứ để gầy thế. Xong mẹ chồng em gọi điện cho mẹ em khuyên em ăn nhiều ăn ấy, cũng không khuyên được. Bạn em nhắn tin với em, bạn em ở nước ngoài thì bạn bảo là gặp chuyện đúng không, ba la cái thứ, thì bạn có hẹn gặp em thì đưa em đi khám bác sĩ tâm lý. Thì bà nói là em bị trầm cảm sau sinh rồi, và cái bệnh này không có một thuốc gì chữa được. Thế là bác sĩ khuyên thì em vẫn trả thông được một cái gì đó, vẫn muốn đi tới, nhưng mà được cái là em không còn bế con em ra ban công nữa. Nhưng mà cũng thương con ấy. Bác sĩ đi kiểu đấy cũng cho em nhớ là châm cứu, xong rồi dây nhợ là nhằng gì đó khám, xong rồi khám tất cả tổng quát, xong rồi kiểu như là em gầy quá. Lúc đấy em có 38-39 cân thôi chị. Em đang cao 1m67 lúc đấy, bây giờ bình thường cao giống nhau, mà 38-39 cân nó rất là gầy. Nhưng bác sĩ hỏi là bây giờ đang cho con bú cái gì, thì em bảo là cháu cho bú trực tiếp, với cả là có uống thêm sữa ngoài. Thế bảo là thế có tiền cho con uống sữa ngoài nữa không? Thế mình biết sữa mẹ nó tốt hay là sữa bổ tốt không? Có sữa mẹ. Bác sĩ không khuyên em câu nào là bỏ chồng, không khuyên em câu nào nghĩ khác về người đàn ông, hay không khuyên cái gì bất kỳ gia đình, chỉ bảo em là đừng có làm như vậy nữa. Và sau đó thì em cố em ăn hơn, em cũng tự nhờ mẹ chồng của em là kiểu ngày sáng dậy mẹ cho mẹ bế cháu cho con đi ngủ. Còn trước đó em không dám nhờ chị. Cứ lúc nào cũng tỏ ra mình đang ổn lắm đấy. Thì dần dần em ăn được và cân bằng lại cái chuyện đó. Không quan tâm với việc người đàn ông kia lừa mình hay người đàn ông đang đi đâu, thì quan tâm là mình phải kiếm nhiều tiền. Vì mình phải kiếm tiền, cứ có việc gì mình làm, miễn là mình có tiền. Em vẫn nhớ là em còn đi nhặt đồ xi ở một cái bãi đồ xi rất là to. Nhặt xong buổi tối em đi đến một cái cổng chợ sinh viên, em đứng xếp hàng và bán. Lúc đấy năm đó là năm 2016 rồi á. Xong rồi lâu lâu cũng gom tiền vào để mình đi học một cái nghề đó gì đó ổn định. Em nhớ là 2015, cuối 2015, đầu 2016 rồi em chưa đi bán hàng online. Em xin được một công việc văn phòng, cần một chiếc máy tính. Chồng em có một cái máy tính cũ, mà sau đến khi em với cả mẹ chồng em lo cho bạn ấy đổi đời, đổi lên một cái máy tính bàn mấy triệu rồi ấy. Bạn ấy không mang được cái máy tính ấy về cho em dùng, bạn ấy cho bạn, cho đồng nghiệp, Bao lâu thì em mới dọn ra khỏi nhà, và dọn với lý do gì? Và có dễ dàng hay không? Lúc em dọn nhà thì đúng là kiểu đi một cái mà mọi người không nghĩ em sẽ đi. Thì đến năm em đi 2017, lúc đấy là em đi chụp mẫu, thứ ra cũng có tiền rồi. Đầu tiên là cái việc mà em mua xe trước. Rồi đến khi mà mình bước chân ra khỏi nhà thì mình nói chuyện với bố mẹ chồng như thế nào? Đấy, nói với ban câu là con xin phép con bị cháu ở ngoài, con nuôi cháu bên ngoài. Rồi phản ứng của bố mẹ như thế nào? Mày muốn làm gì mình làm. Không tin, chị không tin. Em vẫn chủ động cho con em sang, hay có một chuyện gì em vẫn thông báo sang, hay là đơn giản bây giờ em vẫn nhờ bố mẹ chồng đi đón con. Thực ra không phải là em không đón được, nhưng mà em vẫn thích nhờ, em vẫn thích đưa sang cho ông bà chăm sóc cái thứ. Rõ ràng công việc của em liên quan nghệ thuật, em ở Sài Gòn nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Em chuyển con em vào đây em sẽ đỡ vất vả hơn rất là nhiều, nhưng em vẫn muốn con ở Hà Nội. Vì Hà Nội ít là con em vẫn qua lại nhà nội bình thường. Hiện tại thì ai chăm sóc bé? Hiện tại thì em vẫn là người nuôi, nhưng mà đợt này em công việc của em bận, với cả đợt vừa em đang ốm rất là nhiều ấy, thì em có chuyển về cho ông bà, nhưng mà tiền học thì em vẫn đóng. Và thậm chí là cái việc mà có một lần em lên nói là cái việc mà chồng cũ của em không phụ giúp gì về kinh tế thì đúng là thật. Cái việc em nói rõ một câu là trách nhiệm của cha mẹ với con cái là trách nhiệm tự bản thân mình nhìn ra. Đúng
Còn cái việc anh không lo cho con anh thì em lo cho con em. Như chị đã nói, con cái vẫn nên ở chung với ba mẹ, bởi vì đó là mối quan hệ trực hệ. Nó là mối quan hệ quan trọng và đầu tiên nhất của đứa trẻ. Khi nào mà có những cái hoàn cảnh thực sự đặc biệt đến mức mà ba mẹ không đủ năng lực, ba mẹ không đủ năng lực hành vi, ba mẹ không đủ năng lực. Chứ về kinh tế thì thực ra dĩ nhiên là con sống một cuộc sống đầy đủ nó vẫn tốt hơn. Nhưng mà đứa trẻ nó đòi, nó cần nhiều cái trong sự trưởng thành chứ không phải mỗi câu chuyện về tiền bạc. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là người lớn họ sẵn sàng như thế nào với cái việc là thiết lập cuộc sống. Chứ bây giờ chẳng hạn như trong trường hợp đủ đầy kinh tế mà về với ba mẹ, mà ba mẹ cũng đầy những cái điều băn khoăn để dành cho con là có con mà vướng víu này kia nọ, thì cũng chưa hẳn con hạnh phúc hơn. Vậy thì cuối cùng nó nằm ở đâu? Nó nằm ở lòng người thôi. Bây giờ thì tới cái giây phút là mẹ bỉm nhắn gửi thì em sẽ gửi cho ai? Nói chung là em muốn dành lời cảm ơn với tất cả mọi người, tất những người đã đồng hành với em từ xưa tới giờ, kể cả chồng cũ của em hay bố mẹ chồng cũ hay tất cả bố mẹ đẻ của em, em vẫn cảm ơn họ. Còn lời xin lỗi thì với mẹ em. Nhưng thực ra em không một đứa sẽ nói lời xin lỗi đâu. Em chưa nói xin lỗi với em hết. Em chỉ nói là con không xin lỗi mẹ, nhưng mà con sẽ hành động và bây giờ bản thân đang sống tốt. Nghĩ là cái việc mình sống tốt và mình chủ động tất cả mọi thứ, mình không phải buồn nữa, đó là một cái lời xin lỗi rõ ràng cho các mẹ rồi. Cuộc sống này có những khó khăn hay có những điều vui vẻ thì mình vẫn phải đối diện với nó. Thì thay vì mình đối diện với cái sự khó khăn theo một cách tiêu cực nhất ấy, thì mình hãy đón nhận nó và bước qua nó. Em có chơi với một bạn thì bạn nói một câu là mình chỉ quan tâm đến hai người, một là người sinh ra mình và hai là người mình sinh ra hết. Nên mình quan trọng đến hai người họ và đừng để hai người đó phải buồn hay đau lòng, hay đừng làm những cái gì tổn thương đến hai người đó. Nên là mong là cuộc sống của hai mẹ con sau này nó vui vẻ, hạnh phúc và đặc biệt là em sẽ thành công hơn trong cái con đường mà em chọn. Cảm ơn chị. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho em. Bây giờ thì Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.